Báo cáo với các bác là hộ thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020 thì có một số danh sách khách hàng được 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 gửi con giống đà điểu. Đây là những khách hàng đã quen thuộc, đã đặt cọc và đã quyết định mua. Ví dụ như là Diễn Châu, Nghệ An 30 con đuôi 404 đã thể gửi vào 3 cái thùng, và Lào Cai 30 con là đuôi 954. Nghệ An rồi là Lào Cai, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Phú Thọ. Thì tất cả những bạn này thì bao gồm từ số lượng người 10 con, người 7 con, người 12 con, và số điện thoại là em cũng công khai luôn cho các bạn. Đó, thì sau đây là em sẽ làm cái clip để gửi đến các bác, để các bác biết là các hàng gửi của bác là được đóng gửi như thế nào. Quy trình bên kênh Chim Cú Gáy Hay bán con giống đà điểu của đồng chí Thao tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội bán như nào, và số điện thoại của em là 033 5305 982 và 0989 177 982. Đưa đưa thùng vào đây, đưa một cái thùng nữa vào đây. Ba Diễn Châu, Nghệ An, 0968 165 404.
Kia xong diễn viên được ăn rồi. Để cho nó nhớ. Mừng Khương làm cay. 0966 446 54. Anh đi. Bạn. Cho đâu rồi, cho thùng nhỏ vào. Đưa thùng nhỏ đây. Đây, anh bảo cho thùng to mà. 6 con cho thùng to mà. 8 con đi cho thùng to nhỉ. Đây, 8 con thôi. 12 con đấy. 2 thùng to. Thùng nữa đây. Bỏ đi, bỏ đây đi. Một. Được rồi, quan trọng nó dính là được rồi, không phải kinh quá đâu.
bốn con. Đây là mấy con? Lương Tài Bắc Ninh 8 con. Anh nhìn thấy chưa? Ừ. Anh ghi đây này. Thôi. Yên Thành Nghệ An. Bảy con thằng Hạ Hoàng Phú Thọ. Chúng to nữa. Dưới đây. Đứng lại 7 con. Trước khi lại lắp vào là để đưa hai cái thùng nhỏ về văn bản nào cao, văn bản nào con. Vô
là cái này là Khương gọi điện trước khi gửi. Cái này địa chỉ này. Đá nút cái này vào đi. Ô bê bê. À. Thay vào cái nước này này. Về đây là em gửi về Diễn Châu Nghệ An là 30 con này. Đấy. 30 con 3 thùng. Đấy. Diễn Châu Nghệ An tiếp này. Và Diễn Châu Nghệ An tiếp này. Đấy. Em gửi về Văn Bàn Lào Cai các bạn nhé. Văn Bàn Lào Cai. Rồi em gửi về Hạ Hòa Phú Thọ. Hạ Hòa Phú Thọ 7 con. Tiếp theo là em gửi về đây là em gửi về Mường Khương Lào Cai. Ba thùng cũng xong 30 con. Để gửi về bến xe Lương Tài Bắc Linh. Lương Tài Bắc Linh. Đây 2 thùng. Yên Thành 12 con. Về Yên Thành Nghệ An. Yên Thành Nghệ An. Thôi thế bên khênh bê dần ra thôi. Thế thôi. Để một ít nước này thôi. Thôi được rồi, bê ra thì không muộn rồi. Nó là một cái số lượng mà buổi sáng thì mình sẽ xuất cho các bạn. Sáng hôm nay là ngày 24 tháng 2 các bạn nhé.
Đây là những cái tài liệu để cho các bạn nuôi. Đấy, mỗi một thùng này là mỗi một khách hàng là sẽ được nhận một cái cuốn tài liệu để chúng ta hướng dẫn về cái ngày tuổi cũng như cái quy trình, các bạn có thể tham khảo ở đây. Những cái tài liệu này các bạn nên đọc hết và nghiên cứu hết nhé, nó có đầy đủ hết. Đây là cái cuốn này mình cũng sẽ xuất photo cho các bạn số lượng để cho các bạn nhận. Nay gửi về Mường Khương, Lào Cai. Rồi gửi về Mường Khương này là 30 con là gửi về ngã ba Diễn Châu, Nghệ An. Đây gửi về 8 con Lương Tài, Bắc Linh. Mười hai con này là gửi về Yên Thành, Nghệ An. Đây, Hà Đông, Chim. Chuột về Trực Linh, Nam Định. Về Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Về khu 5 xã Gia Điền, Hạ Hòa, Phú Thọ. Về Phú Thọ, Thanh Sơn, Phú Thọ. Gửi về Văn Bàn. Bến xe Nghệ An. Cái này đã chuyển thanh toán đầy đủ cho bên mình rồi. Điện. Đấy, các bạn mua con giống, các bạn liên hệ cho bên mình là 0335305982 và 0989177982. 0375897487. Vào chưa? Đánh xe vào em cái. Đây, đang vào. Ra đường hết anh. Đấy, ra dễ đường đi rồi. Rồi anh.
thân mến, một buổi sáng rất là vất vả. Em gửi con giống là điểu cho các bạn, là xe phải vào tận nhà em luôn. Bên bờ bao bên này là chính là trung tâm nghiên cứu đà điểu đây này. Các bạn nhìn thấy con mẹ của nó đấy. Các bạn nhìn thấy đà điểu con, đà điểu bố mẹ chưa? Anh à, em nhận được chim rồi nhá. Chim 500 ạ. Vâng anh ơi, gửi về Phú Lương anh Quân đấy. Nhận ở đâu? Em nhận ở Đu rồi. Vâng, nhận ở Phú Lương rồi. 10 con ạ? Vâng, vâng, số lượng 10 con hôm qua đấy. Em chuyển tiền cho lái xe rồi nhá. Chuyển bao tiền? Em chuyển 20.300.000, anh em thống nhất rồi mà. Rồi rồi, ok. Rồi ok anh nhá. Cảm ơn.